Đó là anh đến đây đăng ký lần thứ 5 rồi mà bữa nay mới được hát cả nhà. Dạ em xin mời anh Duy ạ. Anh nói rằng là nhà thì ở Bình Dương rất là xa xôi, nhưng mà vì yêu cung dừa, yêu chương trình mà đến. Dạ. Dạ. Anh thì ở nhà mình có hay đi hát không? Ít lắm. Ít đi hát hả? Bảo trì mấy mai công việc. Là có nghĩa là ở trong công ty hoặc nhà xưởng gì đó mình bảo trì mấy cái máy may. Đúng rồi. Dạ. Thì máy nào hư thì mình sửa máy đó cho. Dạ. Rồi chiều đến giờ lên đây từ mấy giờ? Hàng 4 giờ lên lúc 4 giờ tới. Là 4 giờ tới giờ cả nhà. Dạ. Cả nhà cho anh một tràng vỗ tay ạ. Dạ bây giờ anh gửi tới bà con cô bác bài gì ạ? Hôm nay đến với hội quán cũng xin hát gửi tặng bà con cô bác ở hội quán một ca khúc là Tâm sự chàng ca sĩ. Dạ. Cả nhà cho anh một tràng vỗ tay. Có lẽ rằng khi mà đứng trên sân khấu như vậy thì sẽ có cái cảm xúc rất khác đó. Cả nhà rất là cần cái sự động viên và cái sự yêu mến của quý bà con cô bác ạ. À. Dạ, xin mời em. Lần đầu luôn hả?
Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ đỡ chưa? Đỡ gung chưa? Đỡ đỡ rồi. Đỡ đỡ rồi hả? Vậy tuần sau nữa lên giao lưu tiếp nha. Nhưng mà hậu quán có đăng ký được thì mình dẫn tới giao lưu. Dạ, thì anh cứ đến rồi đăng ký lại rồi bắt đầu là chúng ta sẽ giao lưu vào những cái tuần kế tiếp nha anh. Dạ. Cảm ơn Duy rất là nhiều. Dạ. Lần đầu ai lên sân khấu cũng run hết á cả nhà. Cái cảm xúc này là Dung biết, Dung đã từng trải qua rồi. Dạ. Và chỉ cần là chúng ta cứ học cho nó thuộc lời, cũng như là mình đặt cái tâm trạng của mình vô bài hát, thì Dung chắc chắn rằng hát nó sẽ thành công cả nhà. Và tiếp theo thì Dung xin mời lên đây anh Thiện Trí ạ. Dạ. Anh thì chia sẻ rằng anh cũng rất là đam mê âm nhạc. Đưa cái mic cho chị. Anh chia sẻ rằng anh rất là đam mê âm nhạc và rất là yêu mến Hội quán Ngôi sao Miệt Vườn. Và hôm nay anh đến để giao lưu cũng như là để ca tặng cho bà con cô bác. Dạ. Anh